Suốt đại diện tu ký chương 11, xin Đức Thánh Linh của Chúa Giêsu soi dẫn chúng con, làm sống lời Ngài cho chúng con. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Trong chương này nói về sự Đức Chúa Trời công bố sự chết của con đầu lòng trong xứ Ai Cập. Câu 1 đến câu 2. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ giáng cho Pharaoh và xứ Ai Cập một tai vạ nữa, đoạn người sẽ tha các ngươi đi khỏi đây. Khi người định tha đi thì sẽ đuổi các ngươi ra khỏi đây. Vậy hãy nói cùng dân sự và dặn rằng: Mỗi người bất luận nam hay nữ phải xin kẻ lân cận mình những đồ bằng bạc và bằng vàng. Trước đó rất lâu ấy, khi điều này xảy ra, Đức Chúa Trời đã nói với Môi-se rằng Ngài sẽ gây tai họa cho Ai Cập cùng với cái chết của con đầu lòng, trong chương 4 câu 21 đến câu 23. Sau cái tai vạ cuối cùng này, Pharaoh sẽ không chỉ cho phép Israel rời đi mà còn buộc họ phải đi. Câu 3. Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mặt người Ai Cập. Tuy Pharaoh chưa hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng người dân Ai Cập sẵn lòng thấy dân Israel lập tức rời đi. Họ sẵn sàng tặng cho người Israel những món quà bằng bạc và vàng, hãy làm ơn cầm lấy và đi cho. Đây là cách mà những người nô lệ của Israel nhận được tiền công từ trong quá khứ của họ, từ thời làm nô lệ, bằng cách truy lĩnh và cách họ rời Ai Cập không có đi tay không. Những đồ trang sức này sau đó đã trở thành những vật dụng để tô điểm và làm giàu cho nơi thánh của đền tạm. Môi-se cũng là một người rất được tôn trọng trong xứ Ai Cập, trước mắt quần thần của Pharaoh và trước mắt dân ấy. Mặc dù lòng của Pharaoh chưa được thuyết phục, nhưng tất cả Ai Cập, kể cả những người hầu trong sân đình của Pharaoh, đều biết Chúa là Đức Chúa Trời vĩ đại hơn các thần của Ai Cập và rằng Môi-se là tôi tớ của Đức Chúa Trời vĩ đại này. Câu 4 đến câu 6. Môi-se nói: Đức Giê-hô-va có phán như vậy: Chừng giữa đêm ta sẽ ra tuần hành xứ Ai Cập. Hết thảy con trưởng nam trong xứ Ai Cập sẽ chết, từ thái tử của Pharaoh ngồi trên vai mình cho đến con cả của người đòi ở sau cối và luôn mọi con đầu lòng của súc vật nữa. Trong cả xứ Ai Cập sẽ có tiếng kêu la inh ỏi cho đến nỗi chưa hề có và cũng sẽ chẳng bao giờ có giống như vậy nữa. Cái chết của những đứa con đầu lòng được báo trước cho Pharaoh. Nhưng Môi-se vẫn đứng trước Pharaoh lần đầu tiên, Đức Chúa Trời dẫn ông đến để nói cụ thể điều gì sẽ xảy ra với con đầu lòng của Ai Cập. Tất cả họ sẽ chết bởi vì người Ai Cập sẽ không để cho con đầu lòng của Đức Chúa Trời ra đi. Đó là Israel, đó là con trưởng nam ta đấy, trong chương 4. Vì vậy, sẽ có một tiếng kêu khóc thảm thiết khắp đất Ai Cập, cho đến con cả của người đòi sau cối và luôn mọi con đầu lòng của súc vật nữa. Tiếng Do Thái hiểu theo nghĩa đen là ngồi sau hai hòn cối xay. Làm công việc của người nữ nô lệ là thấp nhất ở trong gia đình. Xây ngô bắp là kể cả những người ở hạ lưu ấy. Ê-sai 47 câu 2 thì nói rằng: Hãy lấy cối xay và đi xay bột, hãy bỏ lúc vén vạt áo đi để trần chân đặng lội qua sông. Trong cái nhìn về luật con đầu lòng thì đòn đánh này sẽ là khủng khiếp nhất chưa từng có. Câu 7. Nhưng trong cả dân Israel, giàu đến một con chó cũng sẽ chẳng sủa hoặc người hoặc vật, hầu cho các ngươi biết rằng Đức Giê-hô-va phân biệt dân Israel cùng người Ai Cập là dường nào. Bất chấp thảm họa lớn sắp xảy đến, Đức Chúa Trời sẽ ban cho người Ai Cập khả năng nhìn nhận tình hình như thực tế. Tại vì lỗi đây là của Pharaoh, chứ không phải là của Môi-se hay là con cái Israel. Và đây là một thông tin còn tồi tệ hơn đối với Pharaoh. Một người nắm quyền lực có lẽ không ngại tai họa nếu như người đó có thể đổ lỗi cho người khác. Nhưng tại đây, Đức Chúa Trời đã hứa rằng chính Pharaoh sẽ chịu trách nhiệm. Có một cơn đau buồn thảm thiết chưa từng có sẽ xảy ra. Nhưng giữa những người Israel sẽ có một sự yên tĩnh vào buổi tối đó, đến nỗi không một con chó nào có lý do để sủa nữa. Họ đã làm cho dân Israel phải than khóc, và Đức Chúa Trời thường đáp trả sự bóc lột bằng sự bóc lột. Ê-xê-chiên chương 39 câu 10 phần B. Chúng nó sẽ bóc lột những kẻ đã bóc lột mình và cướp giật những kẻ đã cướp giật mình. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ngài đáp trả con số bằng những con số. Ê-sai chương 65 phần câu 11-12. Như các ngươi là kẻ đã bỏ Đức Giê-hô-va, đã quên núi thánh ta, đã đặt một bàn cho Gát và rót chén đầy kính Mê-ni. Mê-ni được gọi là thần số mệnh hay là tử vi. Nên ta định cho các ngươi, chữ này có nghĩa rằng nên ta đếm số các ngươi, phải gươm dao. Các ngươi thảy đều cúi xuống và bị giết, vì ta đã kêu các ngươi không đáp lại, ta đã nói các ngươi không lắng nghe, nhưng các ngươi đã làm điều ta ghét và chọn điều ta chẳng đẹp lòng. Điều này có nghĩa là Ngài đáp trả con số bằng con số, tức là Chúa có đếm số, có điểm danh. Ngài đáp trả sự lựa chọn bằng sự lựa chọn. Ê-sai chương 66, câu 3 đến câu 4.
làm thịt một con bò cũng như giết một người, tế bằng một con chiên cũng như bẻ cổ một con chó, dâng của lễ chay cũng như chọc huyết heo, đốt hương cũng như ngợi khen thần tượng. Vì những kẻ ấy đã chọn đường mình, lòng ưa thích những việc gớm ghiếc, thì ta cũng kén chọn những sự phỉnh dỗ, lấy những điều họ sợ mà giáng cho. Vì ta đã gọi mà chẳng ai thưa, ta đã phán mà họ không nghe, lại làm điều ác trước mắt ta, chọn điều ta không vừa ý. Chúa Ngài cũng đáp trả sự khóc lóc bằng sự khóc lóc. Gia-cơ chương 5 câu 1. Hỡi anh em là kẻ giàu có hãy khóc lóc, kêu la vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Kìa tiền công con gặt ruộng anh em mà anh em đã ăn gian, nó kêu oan và tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai Chúa các cơ binh. Trích dẫn của Threads. Điều đó bạn có thể biết rằng Chúa thực sự tạo ra sự khác biệt giữa người Ai Cập và dân Israel. Có lẽ một số người vào thời đó, kể cả Pharaoh, cảm thấy dễ dàng khi nói người Ai Cập có các thần và dân Israel có Đức Chúa Trời. Sự khác biệt đó là gì? Trong sự biểu dương lực lượng, biểu dương quyền lực vượt trội của Ngài đối với các vị thần của Ai Cập, Đức Giê-hô-va có cho thấy sự khác biệt. Chúa đã đặt ra sự khác biệt giữa những người dân của Ngài và những người không phải. Có nhiều sự khác biệt giữa con người và một ngày nào đó sẽ bị xóa sổ. Nhưng cho phép tôi nhắc bạn ngay từ đầu rằng đây là một sự khác biệt vĩnh viễn luôn. Câu 8. Này, quần thần của bệ hạ sẽ xuống cùng tôi, sấp mình trước mặt tôi mà rằng, ngươi và cả dân sự theo ngươi hãy đi đi. Đoạn tôi sẽ đi ra. Môi-se bèn lui ra khỏi Pharaon, lấy làm giận lắm. Hãy ra khỏi đó, và tất cả những người theo ngươi nữa. Lời cuối cùng của Môi-se đối với Pharaon nói rằng ông và những người Ai Cập sẽ buộc hay là ra lệnh cho dân Israel phải đi. Câu 9, câu 10. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se rằng Pharaon chẳng khứng nghe ngươi đâu, hầu cho các dấu lạ ta thêm lên trong xứ Ê-díp-tô. Môi-se và A-rôn bèn làm các dấu lạ trước mặt Pharaon, nhưng Đức Giê-hô-va làm cho Pharaon cứng lòng, nên người chẳng tha dân Israel đi khỏi xứ mình. Đức Chúa Trời cũng nói với Môi-se rằng Pharaon sẽ không để ý đến ngươi đâu. Nếu chín tai vạ đến từ tay Đức Chúa Trời, người ta có thể tin rằng lời cảnh báo về tai vạ thứ 10 sẽ rất có thể lắm. Nhưng tấm lòng của Pharaon vẫn cứng cỏi, và Đức Chúa Trời đã củng cố thêm cho Pharaon trái tim của ông cứng, trở nên càng cứng. Hầu cho các dấu lạ ta thêm lên trong xứ Ê-díp-tô, chín tai vạ bây giờ có thể được nhìn thấy như là một tổng thể. Chúng chạm vào mọi giai đoạn của tự nhiên, khoáng vật, động vật, thực vật, con người. Chúng đã ảnh hưởng đến con người và tài sản, bao gồm tất cả, từ bậc cao nhất cho đến bậc thấp nhất. Đức Giê-hô-va làm cho Pharaon cứng lòng. Đây là lần thứ tư chúng ta được biết rằng Chúa đã làm cho lòng của Pharaon cứng lại. Các lần trước là trong chương 9 câu 12, chương 10 câu 20 và câu 27, và bây giờ là chương 11 câu 10. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không bao giờ làm cứng lòng Pharaon cho đến khi lần đầu tiên ông cứng lòng chống lại Chúa và dân sự Ngài trước. Trong chương 7 câu 13, câu 22, chương 8 câu 15, câu 19 câu 32 và chương 9 câu 7, ta nói về sự mà Pharaon đã cứng lòng trước. Ở đây, chúng ta có thể quan sát, tóm tắt lại về 10 bệnh dịch, về sự mà Đức Chúa Trời đã qua đó mà đặc biệt phạt các thần Ai Cập, hành phạt những thần Ai Cập như thế nào. Tai vạ thứ nhất ấy, đó là nước biến thành máu, chương 7 câu 19. Sông Ni đó là huyết mạch của Ai Cập, mà sông nước trở thành máu thì chính là cái nền tảng căn bản cuộc sống của họ đã bị chạm. Trước đó một thời gian, nhiều trẻ trai sơ sinh của Israel đã bị ném xuống dòng sông Ni này và chết ở đó. Đáng chú ý, sông Ni này giờ chuyển sang màu máu là một dấu hiệu của sự chết. Nhưng tai vạ này cũng giống là một đòn đánh mạnh vào đời sống tôn giáo của Ai Cập. Bởi vì niềm tin của Ai Cập ấy, sông Ni là một món quà của thần Ra, là thần mặt trời. Theo thời gian, chính dòng sông và cá đó cũng được tôn thờ. Và có một vị thần sông tên là Hapi, được gọi là mệnh danh là linh hồn của sông Ni. Thần Khnum được cho là canh giữ sông Ni. Dòng sông Ni được coi là dòng máu chảy ở trong mình của thần Osiris vĩ đại. Trong tai vạ này, thần Osiris thực sự bị chảy máu. Tai vạ thứ hai là ích nhái, chương 8, câu 1 đến câu 6. Nước bốc mùi hôi thối ở tai vạ đầu tiên, giờ đây ấy, những con ích nhái tràn ngập khắp xứ và đất bốc mùi hôi thối. Người Ai Cập coi trọng sự sạch sẽ. Hôi thối dẫn đến hôi thối. Đó là tai vạ. Những con ếch này được người Ai Cập tôn trọng, nếu không họ chắc đã giết chúng. Và chúng được chuẩn bị cẩn thận rồi được tìm thấy trong các ngôi mộ ở Theben. Con ếch là dấu hiệu hữu hình của thần Ptah, một trong những vị thần Ai Cập vĩ đại nhất và đại diện cho khả năng sinh sản. Nữ thần Ai Cập Heket luôn hình tượng với đầu của con ếch. Trong vòng những ngày Ai Cập cổ đại, con ếch được coi là linh thiêng và không thể bị giết chết.
Tai vạ thứ ba là muỗi và cháy rặn, chương 8, câu 16 đến câu 19. Muỗi hay là cháy rặn ấy, cả hai nghĩa này cùng với nhau, nó được tạo ra từ bụi. Các thuật sĩ phải công nhận rằng đây là ngón tay của Đức Chúa Trời. Đất và nước được người Ai Cập nhân cách hóa thành vị thần, và vị thần này thì được gọi là thần Zeb. Zeb là cha của các vị thần. Một con chim hiện rõ trên đầu của thần Zeb, đó là dấu hiệu của sự sống. Tai vạ này đã đánh vào trái tim của mọi sự thờ phượng của người Ai Cập, đặc biệt là các thầy tế lễ của họ. Chức tế lễ người Ai Cập cực kỳ cẩn thận trong việc vệ sinh và tẩy rửa theo nghi lễ. Sự xâm nhập của cháy rận khiến họ không thể thờ phượng các thần của mình. Muỗi hay là cháy rận ở trên mọi thú vật làm các thần của Ai Cập sẽ không nhận sự hiến tế, và điều này đã làm ngưng cái hệ thống tế lễ của họ. Tai vạ thứ tư, ruồi mong, chương 8 từ câu 20 đến 31. Cũng xâm nhập vào các nhà ngay cả của Pharaoh, đất bị ruồi mong hủy hoại, hay là nó cũng có thể hiểu là làm cho hôi thối. Điều này cho thấy tai vạ này cũng giống như tai vạ của cháy rận. Các vị thần Ai Cập không thể được tôn thờ ở giữa sự ô uế này. Một số người cũng nghĩ đến đó là loài bọ cánh cứng. Bọ cánh cứng đặc biệt đóng một vai trò trong tôn giáo Ai Cập. Hình ảnh của nó đã được tìm thấy trong các cột đền và gần các lăng mộ và các địa điểm quan trọng khác. Người Ai Cập hiếm khi giết côn trùng. Thứ năm, bệnh dịch ở trên gia súc. Trong chương 9, câu 1 đến câu 7, người Ai Cập coi gia súc là linh thiêng, thậm chí còn coi chúng hiện thân của các thần, thần hát tho, trông giống như một con bò. Không có gì ngạc nhiên nếu dân Israel tế lễ trong đất Ai Cập sẽ làm sự gớm ghiếc đối với người Ai Cập, như Môi-se có đề cập về sau. Tai vạ thứ 6 là gẻ chốc trên người và động vật, chương 9, câu 8 đến 11. Các thuật sĩ vì gẻ chốc thậm chí không thể đứng trước Môi-se. Trong chương 9 câu 11, sự vô tri của họ đã phơi bày giữa thanh thiên và bạch nhật, như trong 2 Timôthê chương 3 câu 8 có chép. Xưa kia, Janet với Gambe chống trả Môi-se thế nào thì những kẻ này cũng chống trả lẽ thật thế ấy. Lòng họ bại hoại, đức tin họ không thể chịu thử thách được. Và trong tình trạng này họ thậm chí không thể thờ phượng các thần của họ. Các thuật sĩ Ai Cập cũng thích ném bồ hóng lên không trung khi làm công việc hành lễ của họ. Một số thậm chí còn nghĩ đó là họ lấy tro của những người bị hiến tế để làm điều đó. Nhưng chúng không bao giờ có thể tạo ra một hiệu ứng như vậy. Thần y học Imhotep lần này của Ai Cập đã bị đại bại. Tai vạ thứ 7, mưa đá lớn kèm với lửa chạy trên đất. Chương 9 câu 13 đến 25. Bão kèm với mưa đá rất hiếm ở Ai Cập, lại hiếm hơn là lửa chạy trên đất nữa. Lần này Pharaoh lần đầu tiên nói về Đức Giê-hô-va, danh của Giê-hô-va, trong câu 27. Sấm chớp và mưa đá chắc chắn đóng một vai trò lớn trong ý tưởng mê tín của mọi người. Tai vạ này hành phạt thần bầu trời là thần Nút, nữ thần Nút ấy. Bây giờ cũng không thể giúp người Ai Cập được. Tai vạ thứ 8 là cào cào, trong chương 10 câu 1 đến 30. Một trận cào cào kinh hoàng xuyên qua Ai Cập. Pharaoh phải thừa nhận đó là Đức Chúa Trời, trong chương 10 câu 16. Và được dẫn dắt để thực hiện một lời thú tội toàn diện, mặc dầu cuối cùng ấy là không thực hiện đủ. Những người Ai Cập cũng có một vị thần gọi là thần gió. Nhưng bây giờ gió đang lùa vô số châu chấu, cũng ăn sạch những cây biệt riêng làm đồ thánh. Đức Giê-hô-va cho thấy ngài vĩ đại hơn thần Sét của Ai Cập, được cho là thần bảo vệ mùa màng. Tai vạ thứ 9, ba ngày tối tăm, chương 10 câu 21 đến 29. Thần mặt trời là thần Ra được tôn thờ nhiều nhất ở Ai Cập. Một trong những thành phố quan trọng nhất của họ là thành Ôn, có nghĩa là nhà của mặt trời. Thành phố là nơi thờ phượng mặt trời, nhưng bây giờ ánh sáng của mặt trời đã biến mất hoàn toàn. Và tai vạ cuối cùng là việc giết con đầu lòng, chương 11 và chương 12 câu 29 đến 33. Việc giết đứa con đầu lòng đã được thông báo trước, nhưng vẫn chưa biết là khi nào bản án sẽ được thực hiện. Nhưng chỉ trong một đêm, khi thời điểm đã đến, và một tiếng la hét vang rầm ở trong khắp xứ Ai Cập. Con đầu lòng đại diện cho cả dòng dõi. Vì vậy, cuối cùng, tất cả Ai Cập, các thần của Ai Cập đều nằm dưới sự phán xét. Đúng vậy, còn hơn thế nữa. Kinh Thánh ghi rằng trong chương 12, câu 12. Đêm đó, ta sẽ đi qua xứ Ai Cập, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ai Cập, từ người ta cho đến súc vật. Ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ai Cập. Ta là Đức Giê-hô-va. Bây giờ chúng ta cùng quan sát sự tác động của 10 tai vạ trên đức tin của Môi-se và vì sao ông chuyển từ thái độ kêu trách Chúa trước đó trong lần đầu sau khi ra mắt Pharaoh và vẻ như thất bại đấy. Ông chuyển sang ấy, trong chương này thấy rằng đó là ông giận dữ đối với Pharaoh. 10 tai vạ trên Ai Cập không chỉ ảnh hưởng đến Pharaoh mà còn ảnh hưởng đến đức tin của Môi-se. Sau khi Môi-se gửi thông điệp đầu tiên của mình cho Pharaoh, nó chẳng làm xoay chuyển gì
và chỉ làm cho dân Israel trở nên tồi tệ hơn. Phản ứng của Môi-se là thất vọng, thiếu kiên nhẫn. Chương 5 câu 22 đến câu 23. Lạy Chúa, sao Chúa đã làm hại cho dân sự này? Chúa sai tôi đến mà chi? Từ khi tôi đi yết kiến Pharaoh đặng nhân danh Chúa mà nói, thì người lại ngược đãi dân này, và Chúa chẳng giải cứu dân của Chúa. Mặc dầu trước đó Đức Chúa này đã thông báo là Pharaoh sẽ không để họ đi ngay lập tức. Chương 4 câu 21. Khi trở về xứ Ai Cập, tôi cẩn thận với các dấu lạ của ta đã giao nơi tay ngươi mà làm trước mặt Pharaoh, nhưng ta sẽ khiến người cứng lòng, chẳng cho dân sự đi. Nhưng khi Môi-se với sứ điệp cuối cùng của mình với Pharaoh như nói với người điếc, thì chúng ta đọc ở trong chương 11 câu 8 này, Môi-se bèn lui ra khỏi Pharaoh lấy làm giận lắm. Trong trường hợp trước đây, Môi-se đã tiếp sự vô tín của dân sự. Ông đã giống như là thẩm thấu lấy, ông đã tiếp nhận lấy cái điều vô tín từ dân sự. Sự tức giận của ông là chống lại Đức Chúa Trời. Đến bây giờ đấy, thì ông hoàn toàn là hòa hợp với ý chỉ của Chúa và sự tức giận của ông chuyển hướng mục tiêu hướng vào Pharaoh. Ông giận Pharaoh. Điều gì đã gây ra sự thay đổi này trong Môi-se? Chắc chắn là những kinh nghiệm mà Môi-se đã có với Đức Chúa Trời toàn năng của ông. Theo lệnh của Môi-se, các tai vạ giáng xuống và đi qua Ai Cập. Ông cảm nhận rõ ràng Đức Chúa Trời đang chiến đấu như thế nào cho dân Israel. Trong trường hợp đầu tiên, ông đã trách móc Đức Chúa Trời. Tại sao Ngài sai tôi đến? Ông đã xem việc bị Pharaoh từ chối như là một thất bại cá nhân. Dường như ông vẫn đang tìm kiếm danh dự của mình, nho nhỏ ở đâu đó. Sự mình được tôn trọng một chút ít, nhưng giờ đây khi ông nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã nắm giữ mọi thứ trong tay và tất cả sự toàn năng của Ngài đang bày tỏ ra qua các tai vạ, bản thân ông trở nên rất nhỏ bé và cảm thấy sự cứng đầu của Pharaoh như là một sự sỉ nhục, không phải chống lại uy quyền cá nhân của mình đang thi hành, mà là Pharaoh đã không tôn trọng Chúa, đã chống lại thẩm quyền và xúc phạm danh dự của Đức Chúa Trời. Đó là điều khiến cho Môi-se tức giận. Vậy cơ đốc nhân chúng ta thì sao? Đó có phải là những dấu chân của Chúa Giê-xu làm vinh hiển cha hay không? Chúng ta có theo được dấu chân của Ngài không? Cho đến lúc Môi-se không giận Chúa, không trách mình mà giận Pharaoh. Pharaoh ấy, đó là đại diện cho Chúa đời này. Đó là khi chúng ta chạm được vào trong câu Roma chương 6 câu 20. Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp dày đạp quỷ Sa-tăng ở dưới chân anh em. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu chúng ta ở cùng anh em. Hay là trong 1 Giăng chương 3 câu 8 phần B. Và con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Khúc nhạc ở trong Cựu Ước và bài hát mới ở trong Tân Ước. Chúng ta có bắt nhịp được sự ca ngợi này hay không? Ta ơn Chúa cho lời hằng sống của Ngài. Và xin những lời này cho chúng ta ăn và thẩm thấu. Và xin giúp đỡ cho chúng con hướng về quê hương trên trời, được gia tăng hơn về sự mong đợi, hy vọng, phước hạnh, làm đánh thức và tỉnh dậy. Và nhớ về sự mà ngôi lời đã trở nên xác thịt, đã đóng lều tạm ở giữa chúng con, đầy ơn và lệ thật. Và để cho được nhìn thấy nhiều sự ca ngợi hơn, đó là những con người được tái sinh, giống như những tiếng ca của thiên thần, của thiên sứ, sáng danh Thiên Chúa trên trời. Đó là những con người, những đứa con hoang đàng trở về. Đó là khi, đó là những thời điểm đó chúng ta có thể kỷ niệm về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Khi những đứa con hoang đàng trở về, hài nhi Giê-xu ở trong máng cỏ. Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài.